Rồi mấy cài dính lại anh em ơi, giờ coi cảnh mắc xích này nọ vô lâu nha, mất bánh xe luôn nè. Rồi ha, rồi thử coi sao tới khung cảnh mấy cài dính lại xích tinh lên. Bây giờ hai con khủng long rồi các bạn, coi lên hay không nha. 8-20 8-25 có thơ bồ rồi gãy lên thôi anh em ơi, hồi hộp quá. Đó, cái một à. Nuôi lên luôn. Lên luôn các bạn ơi. Thấy mẹ không đi các bạn ơi. Thì vậy ta. Rồi dây xuất lại. Đây các bạn ơi. Dính cái gì đó. Xe 825 nó nhấp tới nhấp lui các bạn. Rồi giờ phải mồi thêm các bạn ơi. Bị cái mà nó xuống nhiều hơn ha. Mấy anh em phải nghiên cứu cái thế khác. Cái kiểu này chưa xin nha các bạn. Rồi ơi, coi kìa. Khung cảnh. Mấy cái sẽ tính đánh chính lại. Dưới đây rồi. Rồi cho pen lên rồi các bạn ơi. Đây là... Đây là các bạn. Giờ nhắc cái cảnh này này nó vô ha. Cũng thì dòng họ bên nội gì lắm. Tại muốn ngoại thôi, muốn bên nội gì lắm. Cái mì cái đòi cho các bạn. Thấy chưa nó xúc cái cuốc luôn à. Dạ luôn nè anh em ơi. Cái cuốc luôn các bạn. Nghỉ cuốc luôn. Xong luôn. À 40 triệu ơi. Ô, hay đã vậy. Phụ nó mới sáng vô sáng luôn rồi. Còn nước không các bạn? Giờ bảy lớp mặt rồi, nước không à. Hạ xuống. Hạ xuống đi. Nước không anh em ơi, thôi rồi, coi kìa. Để hạ xuống ha. Thôi bây giờ đây nước không các bạn ơi. Bảy mặt thôi. Nước không ha. Rồi nó chảy kìa. Tại dưới lớp đất sét các bạn. Nó đang cái mạch nước ha. Giờ anh lót thêm cái mì vô nữa các bạn. Lót cây lót đồ vô. Thì nó có cái thế nó chịu ha. Nhấc vô. Lấy thêm nữa các bạn ơi, thì nó không đủ ha. Thêm luôn. Thêm vô. Trần lên. Mở cái dép 50 lên đầu 93 các bạn ơi. Máy im ha. Nhanh lên. Lên nhanh ơi. Lên nhanh lên. Mấy cái này mạnh lắm các bạn. Mà nó một cặp kỹ thuật cái câu. Ôi
bánh dẫn động nước luôn rồi, bánh động nước nó xét luôn các bạn ơi. Giờ nó dính đất sét rồi các bạn, dưới đó nó có nước nữa, mình không biết là tình hình mà lôi đi á thì không biết lôi nổi hay không ha. Nó cột xích cột đồ vô rồi các bạn, nâng lên nâng lên nâng lên luôn. Ôi ơi, đất sét cột đồ không các bạn ơi. Theo khung cảnh máy cày khủng long giải cứu ha, má ơi bị lúng dữ quá các bạn ơi. Trời ơi thiệt tình chứ, cái đất ở đây ấy, nó kiểu như nó bị bể mạch đó các bạn. Ở đây có con thắm 20 nó tham gia giải cứu nè, chuẩn bị giải cứu ha. Virus 820 dẫn đầu, nói dây xích vô cái con bị mắc lầy các bạn. Mắc lại là MTZ50 nha. Và con đây là Virus 825, nó mới lên topo các bạn ơi. Ồ, rất là đẹp luôn. Nè các bạn xem, trời ơi đã ghê không. Virus 825 lên topo, đẹp đẽ sạch sẽ ha. Quá đã các bạn ơi. Mới dặm đất sơn là chút ha. Virus 825 bên trước là 11220 nha, trước 11220. Vỏ này T-Ron gì của Thái Lan hay của nước nào nữa các bạn. Ánh sao 18430 thì phải. Đây cái bánh sao nè các bạn, 8430 ha. Đây là khung cảnh máy cày Sắc Tinh Ninh chợ Phú Mì, mùa mưa nó dính lại ha. Đây của em đây còn chở nữa các bạn. Rồi đói bụng hết trơn rồi các bạn ơi, hy vọng lên sớm ha để anh em về ăn cơm. Chiếc đỏ chét cái gì MF185 á, mình nó chế chiếc cầu súc. Bữa có quay cái chiếc gì Ford 4600 chế đó, ông nói chế đó 100 mấy. Xe cũng thành rồng. Xe bom không? Đúng rồi, Ford 4600 bữa quay ở DT785. Rồi giờ súc các bạn, súc cho nó cát này đừng có bám vô ha. Bữa đó chiếc đó gỉ đâu có xi nhê đâu. Nghe nói sau đó có chiếc Fiat 1000 ra nó kéo phụ mới lên. Lúng tới chữ A luôn các bạn. À, dữ không? Mấy cây sư tên anh lúng lầy ha. Rồi, xịt nổi vô. Chèn đi cái thùng đó các bạn, vậy mà cũng chưa xin nhê nữa thôi. Hời hời cây Sắc Tinh Ninh bên chàng thùng gậy cái thùng cái mọt cái gậy gậy thẳng mà cũng chưa có xin nhê ha. Vậy
Dạ, đào thêm ở đây nữa các bạn. Đào thêm ra nữa. Cái lốc hay lốc đỏ ha. Bỏ cái mày xuống. Đúc hay ngang các bạn. Đúc kia luôn. Xây mẹ cái đầu nó ra, chút cho con chạc cái đầu này vô trước, cái đạp đầu này đầu kia vô. Xích kia nữa đi. Có bám quá nhiều tốt. Rồi, đồ lên nhận nó cái. Rồi, chọn cái ngang đây nữa. Rồi 2000 người lên xe, lối xe lên. Nhận cây xuống. Đó, mà đài hết lúc mà nhận lúc đó. Chúng ta đây, chúng ta đây, chúng ta đây. Lên. Giờ nhét thêm cái mày vô các bạn ơi. Đi lại cái cây á. Cái cây ha. Nó nhận cái cây xuống.